mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tần số tình yêu. Những suy nghĩ chín chắn cho một tình yêu hứa hẹn. Khi em lên đây là em đã mở lòng rồi đúng không? Em sẵn sàng cho một cái mối quan hệ tiến tới hôn nhân. Những chia sẻ mộc mạc từ tận đáy lòng. Nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một. Em có một trong hai cái đó đó. Những sự lựa chọn không thể đoán trước. Dạ, em hồi hộp quá anh ạ. Hồi hộp hả? Dạ. Hy vọng là em sẽ không chọn đúng người không yêu nhá. Đấu trên tập 10 Tần số tình yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 7 tháng 5 trên kênh HTV7.